Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với channel của mình quay nhá. Thì nếu anh em có hỏi mình là anh ơi, ấy thì tại sao thì cái cổng game 68 game bài thì nhiều khi mà bệt nó gặp bệt nó thành hay kiểu là hay kiểu bị gì cả? Bị lặp cầu ấy đúng không anh em? Đây này. Đây là mình lấy ví dụ cho anh em, mình giải thích cho anh em về cái vấn đề là đây mình thấy cái vấn đề là các bạn nhìn này. Đây này các bạn thấy không? 5 8 6 là 1 giây nhá. Đây là một tính là 1 giây này. Chắc chắn ở đây trước đây là 1 giây giây bệt tài. Chắc chắn ở đây trước đây là 1 giây bệt tài đây này. Bệt tài xong rồi đến xỉu anh em ạ. Được chưa? Đó là cái giây bệt đấy. Nhiều khi anh em hỏi mình là như thế này là cầu như nào đúng không? Đây mình dịch cho anh em luôn. Đây là giây của cầu bệt. Đó, còn đây là 1 giây này. 5 8 6 9 10 là 1 giây này. Được chưa? Nhớ nhá, 5 8 6 9 10 là 1 giây. Còn đây là một giây bệt nữa này, 10, 6, 9, 8, 8, đây, đây đến đây là 3 giây, 3 cây nhá, xong đây lại là một giây tiếp này, anh thấy chưa, các bạn nhìn ý thì nó sẽ có thể là hơi khó hiểu một chút anh em ạ, nhưng mà các bạn chỉ cần biết là gì, khi ở đây nó khác với các em khác là cầu bệt thì nó sẽ hay kiểu đè lên nhau anh em ạ, như kiểu là nó khi mà bệt ấy, nó sẽ chạy ngang, đúng không anh em, đây nhá, từ từ mình xem nào, đoạn này thì chưa khó bệt rồi, đoạn này thì hơi khó ra bệt anh em ạ. Những cái đoạn của bên câu này ấy, khi mà bệt nó sẽ chạy ngang chứ nó không phải như các em khác nó sẽ xuống dòng anh em ạ. Đấy cho nên là nhiều khi mà anh em sẽ rất là hiểu nhầm về cái vấn đề là cầu bệt hay là cầu như thế nào mà sao trông nó lạ thế đúng không? Đấy thì mình phải giải thích lại cho anh em để cho anh em dễ hiểu nhá. Ok. Rồi, cầu 22 đang đẹp này. Cầu 22 của anh em mình vẫn đang đẹp, cầu 22 của anh em mình vẫn đang đẹp vậy đó. Quất 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 anh em ơi. Cút một tí anh em ơi, cút một tí anh em ơi. Mình đâu. Rồi, chắc là mình cứ theo cầu đi anh em. Bên này thì được cái là mình phải có một điều là bên 68 thì được cái là cầu nó cũng khuôn anh em. Đôi khi nó cũng khuôn lắm, nhiều khi mà mình bảo với anh em là gì. Bên này nó khác với cả các bên kia là gì? Bên này nó sẽ có rất là nhiều những cái cầu khuôn lặp anh em ạ. Đấy. Bên này nó có rất là nhiều những cái cầu khuôn lặp anh em ạ. Thế là các bạn chơi ấy, thì anh em cứ để ý một điều là đừng có lên bẻ cầu thôi nhá. Chơi để ý một điều là đừng có lên bẻ cầu nhá. Vì bẻ cầu xong thì lúc là anh em mình ngồi đi đi ngồi tìm cầu xong rồi đi ngồi kiểu thử cầu ấy nó hơi lâu nhá bạn. Lúc rồi đi ngồi thử cầu thì thành hơi lâu ấy. Nên là cứ theo cầu đi, khi nào nó gãy thì anh em mình sẽ đỉnh tiếp. Được chưa? Còn ngoài ra thì đây bên anh có một số cái 68 này. À một số cổng dịch sử khác này, ví dụ như 11 này cái thứ này, đúng không? Đấy. Ngoài ra thì các bạn để ý một điều nhá, là thường ấy ở bên 68 ấy mình chia sẻ cho anh em này, cầu 22 cộng với cả cầu 11, anh em để ý nhá, nếu mà cầu 22 mà đi gần với cả cầu 11 thì thường sẽ ra rất là nhiều tay bệt, nghĩa là bệt tầm khoảng 3 cho đến 4 tay anh em ạ. Rồi, thế nào? Mình nghĩ là nó sẽ về 1-1 tiếp đi để anh em mình săn cầu bệt các bạn ạ. Về 1-1 tiếp về sao mình săn cầu bệt thế nào? Một đâu? Ui giời ra ba. Mình đang đợi ra cầu 1-1 đi em ạ. Ok, được rồi, để mình sẽ test thử nhá. Ui. 22 à, từ từ. 22 cũng là một ý hay. Cũng có những cái cầu là 21 à 2 3 con 22. Xong lại một con 22. Ba con 22 xong lại một con 22 các bạn ạ. Ba con 22 xong rồi lại thêm một hai con 22 nữa nha. Cũng là một cái cầu hay đó. Cầu ấy là cầu ngắn à. Đây là bộ cầu ngắn mà cứ 2 1 2 3 thôi. Đấy. Khi nào mà nó gãy thì anh em mình thông bình hẳn luôn nhé các bạn nhá. Anh yên tâm một điều là khi mà nó gãy, ví dụ như ta này mình đánh xỉu đi, được chưa? Nhưng mà nó mà ra tài đi. Nếu như ta này mình đánh xỉu mà nó ra tài ấy, thì anh em theo về luôn giúp mình. Và các bạn nhớ nhá, khi mà các bạn gặp những cái cầu như thế này, 222 với cả 11 này này, mà gặp một cái cầu đi đến 3, anh em theo về luôn giúp mình nhá. Bởi vì là 22 cả 11 là
theo như cái kinh nghiệm mình chơi 5 6 năm ấy thì gần như là sẽ toàn ra cầu bền, may nhất là bền tổng 4 tay 5 tay gì đấy em ạ. Đánh ngay ngay đấy đúng không, ngại gì vẫn bẩn đấy anh em. Anh bệt đi thế nào. Bệt đi xem nào, bệt đi xem nào. Lên lên xử để đi bệt, lên xử để đi bệt trên này nhé. Lên xử để đi bệt, lên xử để đi bệt nào. À, gãy cầu luôn. Ba có 11 xong rồi ra được có một xíu nhưng mà một một này, 3 2 1 1 này, đoạn này mình đang dừng. Vậy này mình đang dừng là mình sẽ bắt bệt anh em ạ. Ê. Dừng cho không tay anh em. Nhờ, cái cầu kiểu này nói thật với anh em là nếu các bạn muốn điện các bạn cứ theo cầu được, nhưng mà nếu mà anh em muốn bắt ấy mà chơi được kiểu cấp thép ấy thì các bạn chơi đánh 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 được bền được các bạn ạ. Rồi ôi 2 2 1 1 này nhớ nhá, nếu các bạn bộ này nếu mà nó lên đến cầu hai chạm hai à, chạm ba thì anh em đánh bền các bạn nhá. Nếu mà lên chạm ba như thế này này anh em theo bền giúp mình nha mọi người. Rồi ok đã chia sẻ cho anh em về cái cách xem cái cầu bền nhá, không nhiều khi là anh em nhìn cái cầu ấy mình thấy bên anh em loạn đấy các bạn ạ. Nhiều khi là anh em nhìn cầu về anh em loạn đấy, kiểu các bạn không không biết cách mà tại sao con này đi ngang đúng không, đấy, tại sao con này đi thế kia, con này đi thế kia các thứ ấy. Ok thôi, hẹn gặp lại anh em nhé.